Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì bữa nay cô Út mình định làm món cá lóc chi xù cuốn bánh tráng. Cá lóc chi xù. Tên nó tên. Chứ cái cần nghe cái dấu hiệu gọi là gì? Tên nó tên là sao nha liền. Có dấu hiệu. Mà không có tên nó tên là không chào á. Chú đời nổi không? Đây ba mình đi bắt con cá lóc bạn ơi. Rộng ở trong cái tỉnh đó đó. Gọi là cái tỉnh quyền thoại. Cái gì cũng quyền thoại hết. Dớt hai anh em mình nướng nào hư hết hai cái tỉnh rồi. Gọi là cái lu, cái khạp. Con gà đó là con gà ăn thịt nha bạn. Mới công có bạn hỏi gà đá nó mệt nữa. Hỏi mà mua gà đá rồi nữa. Cá lóc nướng chui gói bánh chén còn nhức găng á. Nhưng mà cái là con Út Khu cũng có làm món đó rồi. À, nó phóng gần con ba mình bắt lại được chứ không hồi gòi luôn rồi. Buồn dừa đó lãng quảng đó, bị khô. Dừa cứng cại. Lóc 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 lóc. Sáng nó văng ra một con bự hơn. Cái lóc này mà cắm cậu là bao phê luôn. Ớt ơi, ớt à. Ngủ chưa gì em ru rồi. Dạ. Cá lóc này mà chiên xù cuốn với bánh chén để dãy luôn hả? Đúng rồi, chiên xù phải để dãy chứ. Mà coi cái nồi ơi, xong chảo dắt lên cây xòi kìa, rồi lưa cho nó đã không? Dán bài bình bố chặn. Bài. Cá lóc chiên xù, sốt me cuốn bánh tráng. Cá lóc chiên xù, sốt me cuốn bánh tráng. Tụi tôi nó dài dòng dưới ta. Cái tựa là nó lên hết là một món ăn thôi đó. Hai mẹ con xử đẹp con cá lóc nữa. Này tính móc cái mai nó không mà nó dãy quá trời dãy. Chứ đời nói không đậm cá lóc nãy giờ không chết bạn, tin không? Đó còn dãy kìa. Bó tay. Ở đây gia vị dùng có me bạn ơi. Mắm me gì đâu. Tỏi ha. Hành tím và đậu phộng. Bún quá trời quá đắt. Đơn giản mà ngon đó nghe. Cuốn bánh tráng. Giờ chuẩn bị chiên con cá thôi. Lấy ăn chiên dầu đó. Tốn chiên dầu nữa đó. Hấp vào kia kìa. Trời ơi. Thon 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 thon.
Đó, cá bếp. Cá lóc mà khứa ra. Chứ sợ nó không chín á. Gà đem gà vô đây qua trời qua đất. Chi hút của mẹ. Đó, bây giờ bắt đầu để chảo lên nha bạn. Nhìn cái bếp này là mấy chỗ mà bán mấy cái rò ràng đó là thôi là họ muốn giả nghệ luôn á. Mấy tiệm mà bán mấy cái bếp là thôi rồi nó trời trời nhìn cái bếp này họ giả nghệ luôn. Thấy cái chảo hết hồn nữa nè. Đó, chảo thì chảo một quay. Hết thời rồi. Toàn là hàng cổ không mà bạn ơi. Đời nổi không? Nhìn thấy đồ toàn là áo vũ cơ hàng không? Áo vũ cơ hàng. Thấy là hết thời luôn. Họ nói với cả gì sao bán bếp được không biết nữa. Mấy cái chảo gang đó chỉ có hồi đó thôi chứ giờ dễ gì có bạn. Giờ toàn là mấy nồi nhôm đó không á. Chảo rồi chảo, nóc được không. Chảo nó bán gì nè, chảo không dính, đa phần người ta mua chảo không dính. Mấy chảo gang, mấy cái đầu gang bây giờ đâu phải dễ tìm đâu. Giờ ít. Chảo nóng là chế dầu. Chà, con cá này không chắc hết chai dầu đó quá. Chảo không đủ nè, em lấy cái hộp dầu nữa nè. Cái nhớ hồi lúc trước phải... làm cái gì con cá đại tượng đó phải nhiều á nó mới xù cái dãy lên hồi đó chiên con cá đại tượng cũng trời ơi cũng quất hết cho dầu luôn thấy đầu tư ghê chưa. Ăn có con cá mà đầu tư ghê chưa sợ nó không xù á kệ nhiều nhiều dầu đi. Anh coi mấy cái đồ đó nhìn thấy là mắc cười ba cái nồi ơ son chảo gỗ mẹ mình phải thiết kế phải dắt là tới chừng đọt cái xài luôn mà đó cái này là anh biết là mẹ chép bằng gì không gì mẹ tận dụng mẹ lấy bằng cho này chụm nè với lại đất á chứ dễ dầu gì có anh đó bạn thấy không đó chép giống như xi măng phải không châu lấy châu á. Tính ra đây một năm tất nhiên tận dụng cái tiền mà củi bếp ga biết nhiêu mà nói bạn chứ nếu mà chụm ga không một tháng biết nhiêu tiền ga nữa mẹ mình ở nhà đó mấy cái củi một đó như mấy cây ổi rồi chết đó nhà tới tuổi rồi đó lấy ra chụm nữa nè có củi chụm nữa bạn coi cây mai đó tới bây giờ mà mai còn ra bông vậy đó bạn hồi tết thì không ra bông chịu đời nổi không. Nó tự ra bông luôn á chứ không có lặt lá gì hết trơn. Nhìn bông quá trời bông á, đẹp quá bạn. Hai cây luôn bên đây cây, cây bên đây ít. Vậy mà hồi Tết không ra bông, tới giờ này nó mới ra. Nhà mình thì ba mình cũng mê cây kiển đó, ông trồng ra tối sau cũng còn mai nó tùm lum hết trơn á. Ồ miệt quế, ui từ lưa trơn. Mà trồng thì trồng vậy thôi bạn ơi chứ không có thời gian chăm sóc. Để đại nó vậy. Xèo xèo đi ha. Gứ lên. Nồi cơm con nhắc rồi, bắt cho hút của mẹ lên luôn. Mày hồi chút xíu nữa các bạn coi cái dãy nó bung ra coi đẹp lắm. Cái chảo vậy mà nó hơi nhỏ nữa nè. Chảo chà bá gì để cái lóc còn nó vừa ta. Nãy chà chanh mà quá trời chanh nó muối cho nó mình không nhớ còn dãy mình không nhớ trời. Thù thù nè hai. Bung dãy lên rồi đó mau ha bung dãy lên mau ra đó dựng lên chút xíu gì? Xíu còn bung ra dữ nữa đơn giản vậy mà ngon đó. Cái món này nhậu là đúng bài luôn bạn mà phải nhậu với đế nha mới đúng nha tại mình cái này mình gói bánh chén mình nhậu với bia cũng hơi chất chất. Ôi con năm mình bà kỹ ghê thiệt chứ. Cắt vô lục bình lao chùi từng cọng. Bởi nhìn cọng lục bình mà thấy nó trắng mốc à. Ôi bảy đi cắt dây lục bình hả? Bây giờ chưa chờ chặt mà chưa vô. Thường là người ta cắt xong là người ta phơi luôn. Còn con năm bảy mình kỹ lắm bạn. Phải lao chùi từng cọng vậy đó. Bóng hớ luôn vậy đó.
ớt ơi ớt ớt à ớt ơi. Ừ, do coi khuyên mặt hình hàng gì không xuống dưới anh em mày đã không? Coi gì đó ấy gì chuyện coi vậy mày đám đuối vậy. Ừ, nó không nghe luôn bạn, không phản ứng luôn. Ngủ chưa kìa? Chưa rồi đó, bắt từ mình cũng mới mua mấy dạ lúa để dành cho gà ăn. Ở dưới con ghẻ anh hai đó, chỗ mình thường đặt mấy chuột với cắm câu nữa. Gì vậy? Quýt này ngọt không trời? Này này quýt hồng hay chứ không? Gì chán nhỏ xíu ngộ tại. À. Trời cắm đầu muốn đụng vô mắt vô cái màn hình luôn vậy đó. Mời tất cả các bạn nha, thử ngọt không bạn? Ngọt ngay à. Rồi quýt này mới ngọt dữ trời. Ngọt ngay luôn bạn, ngọt như đường luôn á, đừng nó chua chứ. Sao ngọt ngay à, ăn con ăn cái này ngọt ngay à. Ôi giờ nó bung thịt ra kìa bạn ơi, quá hấp dẫn luôn. Phải nãy em để nguyên con mình khứa mà mình không khứa cái em sợ nó bị nến nó không chín á. Khứa xong rồi cái này nè nó bị tụt da trên, có bên đây xù cái bên kia này qua hãy đựng khứa ngon. Những cá nó giống như cá sọt cá chiên, giống như cá trai tượng. Những cá nó đẹp nữa. Xong bây giờ mới biết kết quả. Nói thật, thất bại là mẹ thành công, anh không biết à. Mình thất bại lần này, mấy bốn mình làm lại. Làm lại sẽ thành công hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, phải có thất bại mới thành công được chứ. Chín rồi bạn ơi. Nhanh chưa? Giờ bắt đầu rắp ra thôi. Chiên nó không có gãy mà. Mà rắp ra gãy chứ. Chết chết rồi. Wow, nhìn dẳng quá, nhìn cái khứa thịt đó nè, đúng là hít hà thiệt quá. Cái lóc để lên cái dĩa cũng hết luôn. Làm mấy sốt em để lên cho chan cái nha. Chuẩn bị ăn nha, nó bụng rồi đó. Giờ làm nước sốt bạn ơi, để lên bếp ga làm cho nó nhanh. Lên làm cái ga nó cong chui ra ngoài kia. Cái gió này cũng đỡ, trong cái gió nó ấm lực chị sao nổi. Chắc trưa này nó ấm lực thì có gió hiu ra với giỏng ra cái sòi văng là đúng bài luôn. Lâu lắm không ăn cũng chán chứ bộ. Không gạn lẩu luôn. Mai cho tải lại món cũng chán. Lẩu với rỗi được không? Lâu không đổi chứ. Tải vô. Hồi quá bạn ơi. Thơm nực nồng. Ôi trời, bốc khói luôn, bốc lửa luôn kìa. Giống là với chim này.
những người biết chuyên nghiệp không, giống như mấy người mà qua họ làm món mì xào giòn rồi lắc lắc lên lửa bay phừng phực. Nó sạch lại, nó chan lên con cá là ăn đó. Thơm thiệt. Gãi thêm miếng nọc phộng lên nữa. Nghe gốc mình diễn tả là chảy nước miếng ức ức ức. Ngon chưa? Chờ chút xíu xíu xíu. Xong. Ở đây là bài này sâu với dạ bự á. Em để một me dưới em có đẹp. Ồ, mình cái gì cũng phải đẹp mới được. Phải đẹp. Cái này thường người ta xẻ con cá trên để vô. Còn cái này cái khốn mình khỏi cần phải xẻ. Tại nó khứa ra nó thịt nó bung ra hết rồi. Dễ ăn, ăn chỉ việc anh chỉ việc xé ăn cái là nó dễ ăn. Vậy là được rồi. Vậy là xong rồi đó hay. Quá hấp dẫn bạn ơi. Chua, chua ngọt ngọt. Thứ gì chịu nổi. Để miếng ngọt lên nha. Điểm chưa? Này có gì rau cá, salad, hẹ, bún, cà chua, kia bánh tráng. Sao? À, vậy là sao? Quá hấp dẫn. Một mẹt cá. À, giờ dọn lên ăn thôi, chưa quá rồi. Ai ở nhà ai cũng đói bụng hết rồi bạn ơi. Ăn thôi, ăn thôi. Muốn gào vô. Gào sống vô. Cái này hẹ nhà của mình nè, ngon lắm con. Ừ, hẹ nhà đó. Sáng em cắt lên trước nè. Nó sẽ là con bụi mồm. Nhóc chưa? Giờ không sao nữa. Sao tốt một khi anh đi gầy rồi, yêu thương hết. Được đất đổ, đất ung á. Nào qua ông Long xin mấy cọng mua ngọt về trồng. Để dành xào ớt đồ này nọ. Em xuống cậu ngoan kìa. Cái cọng nào cọng mấy to đùng luôn. Cọng nào cọng mấy rất là to. Những cá trắng tươi nữa không? Ôi giòn khúm à. Rộp gộp ha. Giòn ghê chưa. Ôi, cuốn hơi mập rồi. Ủa mình cuốn ba cuốn thì ăn no luôn. Hơi mập nha, hơi mập xíu. Mà cả nhà nha. Chấm nước mắm me nè. Thơm quá. Đừng tạo phát biểu ngon quá gì, thơm quá. Thơm, có tỏi tiêu này. Mắm me nó chua chua ngọt ngọt. Ăn. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn bánh tráng. Không có ai đó. Thế thì nó còn xuống này. Nó có người ta là múc để không xuống. Rồi nó không xuống nha. Thường ngày giang hồ gặp mấy người la sợ. Ừ. Bình thường nhân hồi á. Mà có người lạ ăn cái là
Quýu chưa? Cái gì bò bò đúng không? Ngon chạy cá này ăn rất tốt luôn nó ăn chén để bánh ăn chén ngon còn bạn lâu quá em đi làm gì hả? Bớt 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 mất đầu rồi không ẩm kìa ta còn còn hả ta ẩm bảo lớn tuổi mà mà thấy hồi hai trước em bị gắn mà dùm bánh thấy đất còn mạnh lắm mà gõ luôn mà vậy, vậy, à, nói nó. Vậy mà nó thấy không có chịu đâu nha. Đẹp thái nghe lắm. Cái da nó giòn dữ lắm luôn á nha. Mới chiên cái mình ăn liền á. Da giòn. Thù nó là con cái sao không con sợ giòn quá. Giống như bữa hổm mà chiên có nó bị cứng á. Mấy cái hả? Cái tượng nó dậy nó bùng rồi luôn. Đứng nó ngỡ thấy không dầu cũng ít to không thấy nhiều mà nó bị nha dầu một đống bị xẹp ở dưới giống như nó sát cái chảo mà nó sát cái chảo cái dưới đất nó bùng cái bụng con cá chứ lúc là cáu là nó bùng không có cái em á chấm mắm mèo không béo
Mình cũng xin kết thúc clip đây bạn ơi. Chúc bạn xem clip vui vẻ nha. Ủa, mình đắm đuối rồi. Chào bạn nha.